Huyện Tumorong huyện có hơn 2.300 hecta cây sâm ngọc linh, trong đó diện tích trồng mới năm 2023 hơn 600 hecta, đa phần là của doanh nghiệp. Năm 2024, huyện đặt chỉ tiêu trồng mới hơn 490 hecta. Cụ thể, diện tích phát triển trong doanh nghiệp 480 hecta, còn lại là của người dân. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sâm ngọc linh đồng thời lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án đặc biệt là huy động nguồn vốn của các hộ gia đình trong việc phát triển cây sâm ngọc linh cũng như tuyên truyền vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn tình trạng trộm cắp sâm ngọc linh có thể xảy ra trên địa bàn